Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Michin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Gió Thị Hay, người đọc Trần Châu. Maurice không hề nghĩ tới việc đòi tiền vác vali bao giờ. Anh làm việc không phải vì tiền, nhưng bác sĩ cứ đưa hoài, thành thử anh phải lay cất vô túi áo. Bác sĩ nói tiếp, điều quan trọng hơn hết là em anh đưa được khỏi trại giam và dẫn anh đến đây. Nếu chúng tôi không giúp anh vượt khỏi trại giam thì chắc anh sẽ chết rụt trong ấy. Nhưng tôi không đòi công anh chút gì, bởi tôi không phải là người đi kể ơn đã làm giùm cho người khác. Maurice ở Hong Kong được một tuần, ngày ngày anh đều làm công việc như buổi ban đầu, đi chợ với Yuliska, bữa củi, đổ rác và rửa chén. Chiều anh rửa nhà bếp, lau gạch và nấc thang lầu. Một buổi sáng chủ nhật, Nashi gặp anh trong hành lang, bèn gắt gỏng hỏi, mày chưa tìm được chỗ làm sao? Đã một tuần nay mày ăn ở đây, bộ muốn tao nuôi mãn đời à? Rồi y đi ra không nói gì thêm. Maurice ăn năn sao không đi kiếm việc làm. Chính anh cũng không nghĩ đến nữa. Anh tưởng làm như vậy thì kể như anh là người giúp việc trong nhà Nashi rồi. Anh tự mắng, sao mình ngu dại đến thế? Chẳng lo kiếm chỗ làm. Họ nói có lý, họ không thể nào nuôi mình hoài. Chiều bữa đó, anh nói chuyện với chị Yuliska. Chị hứa kiếm dụng công việc cho anh. Chị có quen một người làm công trong xưởng sô-cô-la. Chị nói, rồi anh đem sô-cô-la về cho tôi nghe, trừ phi anh đem cho ai khác. Maurice lấy làm buồn mà thấy Yuliska nghi ngờ mình như thế, nên nói, làm sao tôi cho cô nào khác được? Tôi lãnh bao nhiêu sẽ đem về cho chị hết, tôi cũng không ăn nữa. Đêm ấy, Maurice chim bao thấy được vô làm ở xưởng sô-cô-la. Ngày sau, bác sĩ từ giã chị và anh rể đi ra đi. Maurice dắt vali ra ga và đem lên toa xe có giường nằm. Anh hỏi, ông đi đâu xa lắm sao? Qua Thụy Sĩ, tôi cần nghỉ vài tuần rồi mới sang Mỹ. Khi xe sắp chạy, bác sĩ bắt tay Maurice. Anh đỏ mặt vì hành khách đều ngó bác sĩ đang bắt tay anh. Anh là một người không có mang dài. Xe chạy, bác sĩ còn nói với qua cửa sổ, chào anh Giang Ken, tôi không quên anh đâu, tôi sẽ cố giúp anh. Maurice đáp lại, chào ông. Đến khi xe chạy khuất xa, anh cảm thấy bị bỏ rơi, trơ trọi nhất thế gian, liền khóc thầm. Thật tiếc và Sun đi mà không thèm từ giã anh. Bây giờ bác sĩ cũng ra đi, anh đứng thật lâu ở sân ga, không lúc nào bằng lúc này anh thấy anh là người cô thân nơi xứ lạ. Nhưng nhớ tới xưởng sô-cô-la, anh liền nguôi ngoai. Anh đi về nhà, dọc đường Petofi, anh tính thầm, chừng vô làm được, ta sẽ mua tặng Yuliska một sâu chuỗi bằng pha lê. Bữa nay Maurice và Yuliska đi chợ sớm hơn thường bữa, họ mua mau lẻ thịt, rau cải, thứ nào cần dùng, rồi đi theo một con đường có dãy nhà thấp. Maurice tay mặc sách giỏ, tay trái nắm bắp tay Yuliska, họ đi thật mau. Yuliska nói, xưởng sô-cô-la ở tận bên kia thành phố, ta phải đi cho mau. Mồ hôi họ ra như tắm, nếu về trễ thì không làm đồ ăn kịp. Nàng có nói chuyện với một người làng, làm trong xưởng, người này bảo dẫn Maurice đến buổi sáng để thương lượng với ông chủ. Y có nói, chắc Maurice được nhận vô làm liền, vì trong xưởng thiếu người. Maurice vừa chen đám đông tụ tập ở ngã tư, vừa nói chuyện với Yuliska. Có thể họ cho tôi làm liền, nếu họ nhận tôi làm thì thứ hai tuần sau tôi được lãnh lương kỳ đầu, và chắc cũng sẽ có sô-cô-la cho chị nữa. Maurice siết chặt lấy tay Yuliska, cả hai ngó nhau cười. Maurice nói tiếp, tôi sẽ mướn một căn buồng, tôi không thể ăn hại của chủ chị hoài, tôi sẽ kiếm một căn buồng ở gần xưởng. Yuliska hỏi, tôi tới chỗ anh ở có được không? Nhưng Maurice không nghe vì mắt ngó đám đông. Anh tự hỏi sao mà người ta đông quá vậy, cả mấy trăm người đang xô lấn nhau. Yuliska cũng đứng lại coi chuyện gì, chợt nhớ phải đi cho mau, chị hối, ta đi qua đường khác, không thì trễ bữa ăn. Họ liền quay trở lại và bước thật mau, nhưng phía đầu đường kia bị một dòng lính cảnh binh bao vây. Yuliska liếc nhìn mấy viên cảnh binh và vừa đi hối hả vừa nói, cảnh binh và lính tráng toàn là người tầm thường, không khi nào tôi ưa hơn họ làm chồng. Yuliska ngó lại coi Maurice có nghe không, nhưng anh không còn đi sau chị nữa. Chị ngó giáo giác kiếm, chợt thấy Maurice đứng dưới cảnh binh và đưa tay ra dấu với chị. Yuliska hiểu chuyện gì đã xảy ra, chị lại gần Maurice, hai người đang bị ở trong một cuộc khám xét. Cảnh binh bao vây cản đường để tra xét giấy tờ người đi đường. Họ không hỏi giấy người đàn bà, nên chị đi qua được. Yuliska nhớ lại Maurice không có giấy tờ gì trong mình, nên đâm sợ. Chị liền chạy trở qua hàng rào cảnh binh. Một người lính muốn nắm giữ chị lại, nhưng chị gạt ra và đến gần chỗ Maurice. Anh đang đứng trong đoàn người có cảnh binh cầm súng lưỡi lê, dẫn đi tới một chiếc xe cam nhông. Maurice bèn đưa giỏ đồ ăn lên khỏi đầu để Yuliska thấy mà đến lấy. Nàng thấy rõ giỏ đồ nhưng không tiến tới được.
Cảnh binh không cho chị đi xa hơn nữa. Chị có cắt nghĩa với họ rằng muốn lấn lấy giỏ đồ ăn, nhưng họ không chịu nghe chị và không muốn hiểu chị. Chị la lối, chửi rủa cũng vô hiệu, không làm sao tiến được hết. Maurice leo lên xe, anh để thòng giỏ đồ ăn ra ngoài, trông cho Juliska đến lấy, nhưng xe khởi chạy. Maurice đành kéo giỏ để trên đầu gối, anh nghĩ thầm, không có giỏ đồ ăn chắc bà Nashi đánh chị quá. Sức anh muốn nhảy xuống xe để trao giỏ cho Juliska nhưng không được. Hai cảnh binh cầm súng lưỡi lê ngồi chặn hai đầu. Ngó thấy họ, anh quên giỏ đồ ăn và mới biết mình bị mất. Kể từ ngày ấy đã 4 tuần qua, những gì xảy ra ở ngoài 4 vách ngục giam, Maurice đều không biết được. Cho đến ánh sáng mặt trời anh cũng không thấy. Cửa sổ ngục trổ ra sân, vách tường đen sạm và quá cao của nhà tù che khuất chân trời, luôn cả dòm trời. Trọn 4 tuần lễ, anh không được một hơi thở thoáng khí. Mấy tù nhân khác còn được ra ngoài sân 1 giờ mỗi ngày. Anh nghe họ ra rồi trở vô ngục giam. Anh biết họ đi đổi không khí nhờ nghe tiếng chân của họ. Nhưng hôm nay dãy hành lang êm tĩnh, trời chưa sáng, Maurice mở mắt. Đôi mi giãn ra nặng nề, anh đưa tay lên rờ, thấy sưng húp, máu đã đặc khô. Họ đem anh về đây hồi nào anh cũng không nhớ, chắc họ bồng mình về. Đôi khi anh thấy đã đặt chân ở đâu lúc bị dẫn về ngục. Mấy lần khác anh không cựa quậy nổi, hàng giờ họ phải bồng anh về. Thường bữa thì anh nhớ lúc nào họ thôi đánh khảo anh, lúc nào lính bồng anh về ngục và để nằm dài trên giường. Nhưng lần này anh không nhớ gì cả, không nhớ mãi mãi gì cả. Đây là lần đầu tiên, anh tự nghĩ, chắc họ đã qua tay. Anh nói về anh như chuyện của một người xa lạ. Anh rờ mặt thấy râu ra dài và cứng, máu đặc dính khắp cả râu, tóc, lông mày. Rồi đến đâu máu khô bể ra từng mảnh, nhám như đất khô. Anh le lưỡi liếm môi, đôi môi sưng dù và đau nhức nhối như một nhọt sắp dở. Răng anh cũng làm anh nhức nhối thêm. Nhưng hiện giờ anh bị mất hết 4 cái răng. Hôm trước, anh khạc nó ra với máu, như nhả hột trái cây khi bị đánh một thoi ở quai hàm. Hôm ấy hàm anh cũng đàm đau nhức xuống sang, như cách nhức nhối hôm nay. Anh tự nói thầm, nếu họ còn đánh mình gãy răng nữa, thì mình làm sao nhai bánh mì. Anh không còn sức đưa lưỡi rà xem có mất cái nào nữa không. Mỗi cử chỉ nhẹ đều làm anh đau nhức khó chịu. Anh nhắm mắt lại. Giờ phút qua, anh nghe tiếng chân bước đến gần, ngoài hành lang, anh không lắng tai nghe có tiếng ấy của ai, từ đâu đến, và đi đâu như thường lệ. Thịt da anh sưng bầm, trí óc anh cùng quẩn. Khi người ta đến dẫn anh đi khảo tra và lúc anh bước xuống giường, thì anh muốn kêu rú lên vì lòng bàn chân anh sưng dù như một ổ bánh nóng. Anh không nhớ có bị đánh ở lòng bàn chân. Người gác khám tống mạnh anh ra, Maurice bước qua ngưỡng cửa ngục. Anh đau đớn vô cùng, đau ở lưng, chỗ người gác vừa đánh. Cái đau dứt thì bàn chân làm anh khổ sở, mỗi bước đi là một cực hình như ai sứt từng miếng thịt. Còn chừng 100 bước nữa thì tới phòng ông thanh tra, vạc ra người to việc hỏi tội. Anh còn phải đi bao nhiêu bước ấy, và chỉ nghĩ đến là anh thấm đẫm, tiêu tán nghị lực, ta quỵ xuống đất. Dương Hiến Binh xách nách anh lôi dậy, Maurice nhẹ như một đứa trẻ, còn xương với da, những gì còn có thể cân nặng được. Về thịt với mỡ thì thôi, khỏi cần nói đến. Lúc bị bắt, Maurice khai đúng y như chuyện đã xảy ra. Tại sao anh đến xứ Oncry? Hiến binh không tin anh, họ đánh anh em, nói sự thiệt. Nhưng sau bao lần tra tấn, anh cũng đều lặp lại chuyện của anh đúng y như trước, nên họ cứ đánh khảo anh luôn. Hiện giờ anh bị giam tại khám đường của cơ quan mật vụ xứ Oncry, và mỗi ngày anh bị cật vấn và đánh đập. Viên thanh tra hỏi anh, tại sao mày tới đây? Ai gửi mày đi? Maurice trả lời, không ai gửi tôi sang Oncry hết. Mày khai đã được một viên phó quản dẫn tới biên giới bằng xe nhà binh. Đúng vậy, viên phó quản tên Constantin, người cai quản trại giam và bạn của bác sĩ Abramovici. Ông theo đưa chúng tôi để lính tuần phòng không bắt chúng tôi. Đó là thiếu tá Tanas Ion ở cơ quan gián điệp Rumani. Chúng ta biết y đang hoạt động ở vùng đó. Mỗi tháng y đều phái người sang đây. Chính y đã gửi mày qua. Nhưng chúng ta muốn biết tại sao y mới gửi mày qua với nhiệm vụ gì. Maurice ngó xuống đáp, tôi đã nói hết sự thật rồi. Anh biết trong chốc lát sẽ bị lôi xuống hầm tra khảo, xác thịt anh khởi sự đau lần. Viên thanh tra nói, mày không nhận rằng tất cả cuộc đóng trọi chẳng dùng vào việc gì hết sao? Thật là ngu dại cứ chối quanh mãi. Mày khai bị nhốt trong trại giam Do Thái ở Rumani 18 tháng phải không? Phải, nhưng mày không có để chân đến đó. Mày là dân Rumani. Dạ, tôi là dân Rumani. Tới xứ Ungary, mày lại muốn làm dân Do Thái. Và để có bằng cớ cho chúng ta tin, mày khai ở trại giam Do Thái.
rồi mày khai có vượt biên giới với ba người Do Thái. Mấy chuyện này đều đúng thật. Không đúng thật, mày đi có một mình, mày không có ở nhà Nashi. Nhà này từ 6 tháng nay không có người lạ đến ở. Mày tưởng chúng ta tin mày bằng lời mà không điều tra sao? Tao có tờ khai của hai vợ chồng Nashi đây. Họ chẳng khi nào nghe nói tới mày, mà bà Rosa Nashi cũng không có em trai nào làm bác sĩ hết. Một hết tiền hỏi, họ nói họ không biết tôi sao? Bà Nashi không thể nào nói một chuyện như thế. Tôi làm công ở nhà bà, tôi đi chợ với Yuliska, tôi rửa chén. Morris khóc lên, như thanh tra quá. Mày nói láo, bà Nashi không có đứa ở nào tên Yuliska cả. Nếu mày muốn nói dối, thì ít ra mày cũng phải biết tên người ở chứ. Rồi Dương Thanh Tra lại cười nói tiếp. Tao có hỏi đứa tớ gái của bà Nashi, nó ở trong nhà này từ 8 năm nay, tên gì mà Yuliska, chỉ có mày bịa đặt thôi. Mày định lừa chúng ta hả? Phải thiếu tá Tanas giải mày chuyện Yuliska để mày lặp lại ở đây không? Morris nhắm mắt lại, anh chờ người ta gọi người gác ngục, anh chờ người ta dẫn anh xuống hầm tra khảo, anh không muốn nghĩ gì nữa hết. Tuy nhiên anh khổ sở dĩ nghĩ sao bà Nashi lại có thể khai được rằng không biết anh không thể tin tưởng được. Morris nghe cửa mở và tiếng chân đến gần anh, không phải tiếng đi của mấy người lính gác. Anh mở mắt ra, thấy Isaac Nashi ở trước mặt. Y mặc áo quần mới, màu nâu và không ngó anh. Viên thanh tra hỏi, ông biết người này không? Nashi nhìn Morris trừng trừng và đáp, đây là lần thứ nhất tôi thấy người này. Có ba người Do Thái trốn xứ Rumani ở nhà ông không? Ngoài vợ tôi và đứa tớ gái, không có ai lạ ở nhà tôi từ mấy năm nay. Thôi, cảm ơn ông. Nashi ra khỏi phòng. Vợ y vô tiếp theo liền, bà cũng khai không biết Morris và chẳng khi nào thấy anh. Từ trước đến ngày nay, Dương Thanh Tra hỏi, bà có người em bác sĩ ở tại xứ Rumani phải không? Tôi là con một. Dương Thanh Tra gay gắt ngó Morris và hỏi tiếp bà Nashi, bà có khi nào mướn người tớ gái tên Yuliska không? Không bao giờ. Từ 8 năm nay, tôi ở tại Budapest chỉ mướn của một người là tên là Josephina. Bà Nashi bước ra khỏi phòng, tươi cười. Tiếp theo bà có một bà già vô khai là Josephina và đã ở giúp việc cho gia đình Nashi từ 8 năm nay, không nghỉ lúc nào. Bây giờ chỉ còn Dương Thanh Tra với Morris. Ông hỏi, mày có nhìn nhận đã nói láo chưa? Hãy nói thật đi, tại sao họ gửi mày qua đây? Morris khóc ròng từ phòng thanh tra vạc ra. Morris bị ngưa ngay xuống phòng tra tấn như thường lệ, nhưng chưa bao giờ anh run sợ như bây giờ. Bước vô phòng dưới hầm là bị ánh sáng chói mắt ngay. Phòng này luôn luôn có một ánh sáng trắng toát như phấn. Đèn nào cũng to và chiếu sáng lạ thường. Morris nhắm mắt lại, nhưng ánh đèn làm nóng mà tan anh như lửa đốt. Tên gác cười ra lệnh, cởi đồ mày ra. Đó là một trong hai tên gác to béo, râu ngạnh trê và lúc nào cũng thấy hai gã đánh bài. Morris mở nút cổ. Anh biết trước, nếu chần chờ thì mấy tên này sẽ quất bổ sơn gân bò vào mặt anh. Nhưng mấy ngón tay anh sưng dù, anh không cởi được dễ dàng mấy nút áo sơ mi nhỏ xíu. Anh sợ điên hồn nếu để hai gã kia chờ đợi. Chưa lần nào anh sợ khủng khiếp ro gân bò như lần này. Anh lén nhìn hai tên gác đang đánh bài. Họ mãi mê chơi nên không nhận thấy sự chậm chạp của Morris. Anh lần hồi cởi được áo sơ mi. Anh khỏi phải tuột quần xuống đất. Anh đứng chờ. Trước mặt anh là một cây giá gác, một hàng đũa sắt như ở trong trại binh dùng để lao nòng súng. Đũa sắp theo cỡ, bên trái thứ lớn bằng ngón tay cái, kế nhỏ nhỏ lần, lối 20 cỡ khác nhau và mỗi cỡ 2 chiếc. Morris mới đếm lần này là lần đầu. Chiếc mảnh hơn ớt ở sót giá, phía tay mặt. Chiếc ấy mảnh như cọng rơm. Morris đã biết qua cảnh đau khổ do từng chiếc một gây nên. Một tên gác đứng lên, quăng bài bừa bãi trên bàn và nói, thôi ta làm việc, ai không làm thì không ăn. Morris thấy hắn dương dai, hắn mặc một cái áo thun xanh, bó sát thân hình giảm dở của hắn, hắn có vẻ như buồn ngủ. Tên gác kia duỗi điếu thuốc và ngó Morris nói, sao bữa nay mày có chịu nói tại sao họ sai mày qua xứ này hay không? Câu hỏi rất điềm nhiên như hỏi xin mồi một điếu thuốc. Nói xong hắn cũng ngáp dài và dương dai như tên trước. Morris đáp, thì tôi đã nói rằng không ai sai tôi qua đây hết. Hai tên gác giục quay đầu lại, nhảy dựng lên như bị phỏng lửa, mặt đổ hào quang giận dữ. Morris rung lên, một đứa bước lại tống Morris một thoi dưới hàm hạ. Hắn đánh bồi thêm một thoi, rồi một thoi nữa. Morris hết còn biết cái càm là gì. Tên thứ hai chụp anh và xô nằm trên chiếc băng gần đá đũa sắt. Đoạn hắn leo cởi lên lưng Morris. Mỗi ngày khi hắn ngồi như thế thì Morris tưởng sẽ chết ngộp. Nhưng lần này anh muốn chết luôn. Anh nghe lòng ngực của anh như ép sát vào chiếc băng. Buồng phổi bị sức nặng của hắn như cái cối đá đè xuống. Không khí không hít được. Tên gác thứ nhất, người đã thoi vào mặt Morris, hỏi tên thứ nhì, mày nói gì? Tên kia không trả lời.
Maurice nghe một roi đầu tiên đánh vào lòng bàn chân, anh co rút hai chân lại. Tên gác đang cởi trên mình Maurice liền nắm hai chân anh và đè ghì xuống chiếc băng. Chiếc đũa thứ hai đánh bồi thêm, chắc là chiếc cỡ lớn. Bàn chân anh không đau nữa, chỉ có đầu óc anh đau thôi. Khi bị đánh tới tấp như mưa thì đầu óc anh hết nghe đau, mà ngực anh đau, rồi vai anh đau. Khi anh hết còn biết đau đớn gì nữa, thân xác anh cứng đờ. Nhưng không được bao lâu, bây giờ anh lại nghe như bị mũi dao xé vào lòng bàn chân, vì nó thốn quá, nóng như lửa đốt, chặt lên lượt những chiếc đũa mảnh hơn. Sự đau đớn thốn lên đầu gối, đến thận, anh không còn tự chủ được bọng đá và bụng dạ anh nữa. Cuộc đánh khảo tiếp tục bổ xuống như mưa tuôn, anh nôn mửa, một ánh vàng chập chờn trước mắt anh, đồ ăn ngấu nghiến trong bụng bắt đầu trào ra miệng, quần ướt đẫm dính sát vào da, nước và bánh mì đã ăn không thèm ở trong bao tử anh nữa. Maurice lặng họp trong ánh vàng bao quanh anh, miệng anh đầy một chất nước đắng, màu xanh xanh. Mũi miệng các khiếu trong thân đều có nước chảy ra, nước pha một thứ bọt sủi màu xanh như bọt mép loại cóc nhái. Maurice cảm thấy sinh mạng như tách lìa khỏi cơ thể, riêng trí óc anh vẫn còn tỉnh táo. Tên gia kia tiếp tục đánh anh từ chiếc đũa thứ lớn đến thứ nhỏ nhất, nhưng anh hết cảm biết đau nữa. Máu của anh cũng không thể chịu đựng sức đánh đập, tìm lối thoát ra khỏi lớp thịt bị dần nát, chảy tuôn ra từ các vết thương. Chỗ nào có hở thịt là có máu, máu chảy ra mũi, miệng, lỗ tai và hòa với nước tiểu, nên các lỗ chân lông cũng rịn máu. Máu không chịu ở trong một thân mình nức nở, máu tuôn thoát ra, thoát cùng khắp, miễn là thoát khó khỏi. Khi tỉnh lại, Maurice nhớ đến sự biểu diễn với vợ chồng Nashi. Anh nghĩ, nếu họ nói thiệt thì Diễn Thanh Tra chắc thả mình ra, và hôm qua mình đâu có bị tra tấn cực hình như vậy. Không lần nào anh bị đánh khảo nặng nề như thế. Toàn thân anh là một vết thương đẫm máu từ đầu đến chân. Anh nói Isaac Nashi khai rằng không biết mình, và vợ y cũng vậy. Anh lại thay mỗi buổi mai, chồng bảo đánh dài, vợ bỏ bữa củi, lau sạch sàn nhà bếp. Thế mà họ nói như vậy được, họ còn quá quyết không biết Yuliska, và chẳng khi nào mới người tớ tên là Yuliska. Maurice kiệt sức, anh biết thân xác và tinh thần anh yếu rồi. Hôm qua với hôm kia, anh biết bị lôi đi tra khảo, nhưng không nhớ chừng nào và bằng cách nào họ dẫn ra anh về ngục. Chắc bị đánh đập nhiều quá, nhưng điều mà anh chắc chắn là có ở nhà Nashi. Anh chắc chắn rằng người tớ gái của họ tên là Yuliska, thế mà Nashi nói không, vợ y nói không. Chính tai anh nghe rõ ràng họ nói không. Maurice nhắm nghiền mắt lại. Ít lâu sau, người ta tới kiếm anh nữa. Anh run lên. Lần thứ nhất anh có ý định tự tử. Anh không sức chịu đựng đau đớn thêm nữa. Tên gác mở cửa ngục và đứng lên thềm. Mở hí đôi mắt. Maurice thấy hắn cười. Hắn nói, đứng dậy đi mày. Maurice thấy lại trong trí Diễn Thanh Tra vặt ga. Nghe tiếng ông nói, thay phòng tra tấn. Những chiếc đũa sắt đủ cỡ. Nhớ đến thân hình nặng nề của tên gác đè lên mình anh. Anh bắp mai đôi môi gian lên, không, không, hôm nay đừng, đến ngày mai và ngày mốt và những ngày khác, từ khi tôi chết, mỗi ngày cứ hạch hỏi và tra tấn, nhưng hôm nay, đừng, đừng. Tình Thiến Bình nói, hôm nay chúng ta thả mày ra. Maurice không muốn tin đi, anh không làm sao tin được, thế mà ở mấy anh được thả ra, nhưng họ không để anh được tự do. Anh là dân Sumani thì anh phải bị giải đi trại giam làm công việc. Trước khi ra khỏi khám, Maurice nhận được một bức thư của Yuliska do tên gác phòng văn viên thanh tra đem lại. Y vô vừa lúc Maurice sắp đi ra. Maurice mở thư thấy tuần chữ của Yuliska. Anh Jano yêu dấu, từ 4 ngày nay tôi không còn giúp việc nhà ông Nashi nữa. Tôi viết thư này để khi được thả ra anh đừng đến đường Betofi kiếm tôi. Tôi về đồng quê của mẹ tôi ở xã Balaton, quận Tisa và nồng nhiệt đỡ chờ anh ở đấy. Khi mãn tù anh cứ tới nhà tôi. Yuliska. Cuối thơ bên góc mặt, nàng có gạch thêm, hôm qua tôi có đến nhà ông Nashi lấy đồ. Hai vợ chồng ông Nashi có gửi lời xin anh đừng giận họ vì họ đã khai ở bót không biết anh. Lúc này ở Châu Thành, người Do Thái đều bị bắt nên họ sợ nói hà họ có chứa người lạ. Họ đều khen anh, ông Nashi gửi cho anh bộ đồ mới, mượn tôi cất giùm. Chuyện anh đến nhà tôi đưa cho, ông ấy cũng tốt và bà cũng vậy, nhưng vì sợ bị bắt nên nói không biết anh. Đời khổ lắm, cái sợ có thể giết chết cha mẹ được, hôn anh. Yuliska.